Chào mừng các quý anh chị và các bạn đã đến với chuyên mục tử vi về tướng số trên kênh kiến thức tử vi của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất có nội dung như sau: về chọn tuổi đẹp đến xông nhà đầu năm 2021. Và để muốn có một năm thu hút được tài lộc thì chúng ta cần phải chọn những tuổi đẹp đến xông nhà đầu năm 2021. Và để chọn được những tuổi đẹp, chúng ta cần phải làm những bước gì? Thì xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về chọn tuổi đẹp đến xông nhà đầu năm Tân Sửu 2021 cho gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Về xông nhà xông đất đầu năm là một việc vô cùng quan trọng khi mà bước sang năm mới 2021, thì nhằm giúp cho gia chủ biết được tuổi nào tốt để mời đến xông nhà cho mình vào năm mới này. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa ra những danh sách các tuổi xông đất xông nhà đầu năm mới hợp với mệnh chủ tuổi Kỷ Mão 1999, và danh sách các tuổi tốt nhất sẽ được đánh giá và xếp hạng theo thang điểm tốt từ trên xuống dưới. Ngoài ra, chúng tôi còn tư vấn chi tiết những hướng xuất hành và ngày mở hàng đầu năm mới 2021 đẹp nhất cho gia chủ Kỷ Mão cả nam lẫn nữ. Thứ nhất là về thông tin tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 và năm xông nhà Tân Sửu 2021. Để tìm được tuổi xông nhà tốt nhất với tuổi của gia chủ trong năm mới 2021 này, thì gia chủ cần phải nắm rõ những kiến thức tử vi cơ bản của tuổi mình ở trong năm 2021, là do mỗi năm đi qua thì vận mệnh của mỗi người tuổi sẽ khác, có tốt, có xấu, nó khác nhau. Do vậy mà gia chủ cần phải nắm vững những kiến thức này thì mới có thể xác định được tuổi xông đất phù hợp nhất. Và dưới đây là thông tin chung về tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong năm mới Tân Sửu 2021. Về gia chủ là tuổi nam nữ Kỷ Mão sinh năm 1999, sinh từ ngày 16 tháng 2 1999 đến ngày 4 tháng 2 năm 2000 là tướng tinh con mèo. Đây là năm Tân Sửu. Và năm Tân Sửu 2021 là gia chủ 23 tuổi. Còn mệnh ngũ hành là thành đầu thổ, có nghĩa là đất trên thành. Về cung là cung phi, là nam thì cung khảm mà nữ thì cung cấn. Về sao chiếu mệnh của năm 2021 là nam mạng bị sao Thái Dương, còn nữ mạng thì bị sao Thổ Tú chiếu mệnh. Về tam hợp thì Mùi Hợi, lục hợp là Tuất, còn tứ hành xung là Dậu, Tý, Ngọ. Và màu sắc hợp tuổi là màu vàng, trắng xám và màu đất bạc ghi màu kem. Còn hướng tốt hợp tuổi là nam mạng hướng đông nam và hướng đông, hướng bắc, hướng nam. Còn nữ mạng là hướng tây nam, hướng tây bắc, hướng tây và hướng đông bắc. Thứ hai là tử vi năm mới xông nhà xông đất năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là năm Tân Sửu 2021 bắt đầu từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022. Mệnh là 2021 là Bích Thượng Thổ, có nghĩa là đất trên tường. Về thứ hai là cung phi, nam thì càn mà nữ thì cung ly. Còn về mệnh là mệnh quái, hành nam là kim mà nữ là hỏa. Về thứ ba là các bước quan trọng để xác định tuổi đẹp xông nhà năm 2021 cho tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Về việc xông đất xông nhà đầu năm mới là một phong tục, tục lệ lâu năm của người dân Việt Nam. Cha ông ta đã lý giải rằng về đêm giao thừa, có nghĩa là từ 29 hay là 30 tùy theo năm âm lịch, là lúc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đây cũng là lúc thay đổi vận mệnh,
Nó đánh dấu vận mệnh mới của gia chủ trong năm mới. Chính vì thế mà khoảng cách giao đầu năm mới là điều vô cùng thiêng liêng. Nếu như khoảng khắc đó nó diễn ra tốt đẹp suôn sẻ thì rất tuyệt vời, vì nó đánh dấu cho một năm mới an khang và hạnh phúc. Do đó từ ngàn đời nay mới hình thành tục lệ xông đất xông nhà đầu năm mới. Về cách xác định tuổi xông nhà 2021 đến hợp mệnh với tuổi gia chủ Kỷ Mão sinh năm 1999. Về bước 1 là người đến xông đất năm mới 2021 trước tiên cần phải có mệnh thiên can địa chi tương sinh tam hợp hoặc lục hợp với gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 và năm xông nhà 2021, tránh triệt để mời những người có tuổi xung khắc với tuổi gia chủ 1999 đến xông nhà. Với các tuổi bị xung khắc, nó bao gồm các tuổi phạm vào tứ hành xung hoặc là lục xung hoặc là lục hại với tuổi chủ nhà và năm xông nhà. Thứ hai là bước thứ hai, sau khi đã lựa chọn được tuổi tương hợp theo bước 1 thì tiếp theo ta cần phải xét về nhân cách, đạo đức, sức khỏe và lối sống, tính tình, gia đình của người được mời đến xông nhà. Người được mời đến xông nhà cần phải có nhân cách, đạo đức tốt, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, gia đình hạnh phúc. Về bước thứ ba là trường hợp ở nơi gia chủ sống mà không có những tuổi đẹp nhất đến xông nhà cho gia chủ đầu năm. Nếu có mà nhân cách, đạo đức không tốt hoặc gia đình người đó đang có tang hay có chuyện buồn không thể mời đến được thì gia chủ cần tìm người tuổi tam hợp hoặc lục hợp với người tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 để mời đến xông nhà đúng ngày mùng 1 đầu năm mới 2021. Về lưu ý là cần phải tránh mời những người đến xông nhà năm 2021 mà gia đình người đó đang có tang, tức là người trong gia đình đó mất. Kiêng cự nhất đó là tránh người có đại tang, tức là bố mẹ mới mất mà chưa hết thời xả tang, đến xông đất đầu năm mới. Đồng thời gia chủ cần tránh người phụ nữ đang mang bầu đến xông đất vào mùng 1 Tết cho chủ nhà đầu năm mới 2021. Và bước trên phải thực hiện theo đúng từng tự, từng bước từ 1 cho đến 3. Về thứ hai là về các tuổi đẹp nhất để xông đất lấy tài lộc năm mới 2021 cho tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Về dựa theo các bước xác định tuổi xông nhà đầu năm 2021 cho tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 ở phần hướng dẫn xem tuổi xông đất 2021 như trên. Về tuổi âm của những người hợp tuổi nhất với người tuổi Kỷ Mão, thứ nhất là tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009, ngũ hành là tích lịch hỏa. Thứ hai là tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, thuộc mệnh Bạch Lạc Kim. Thứ ba là tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, thuộc mệnh là Xoa Thuyến Kim. Thứ tư là tuổi Quý Mão sinh năm 1963, thuộc mệnh là Kim Bạch Kim. Thứ năm là tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh Sơn Hạ Hỏa. Thứ sáu là tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, thuộc mệnh Sơn Đầu Hỏa. Thứ bảy là tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, thuộc mệnh là Lư Trung Hỏa. Thứ tám là tuổi Bính Dần 1986, thuộc mệnh là Lư Trung Hỏa. Thứ chín là tuổi Bính Thân sinh năm 1956, thuộc mệnh là Sơn Hạ Hỏa. Thứ chín là tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, mệnh Kiến Phong Kim. Thứ 10 là tuổi Kỷ Mùi 1979, mệnh Thiên Hạ Hỏa. 11 là tuổi Canh Tuất 1970, mệnh Thoa Xuyến Kim. 12 là tuổi Nhâm Dần 1962, mệnh Kim Bạch Kim. Như vậy những tuổi đẹp xông nhà đầu năm mới 2021 rất hợp mệnh với nam nữ tuổi Kỷ Mão. Với những tuổi tốt này thì gia chủ nên lựa chọn người tốt đến xông nhà, có thể là anh em họ hàng, bạn bè thân thiết, thân cận thì càng tốt nhất.
Nếu không có những tuổi theo danh sách trên ở nơi mình ở, thì người tuổi này có thể chọn như người tuổi Mùi, người tuổi Hợi hay người tuổi Tuất để mời đến sông nhà đầu năm mới cho gia chủ. Và lưu ý, trên đây là những tuổi đẹp để sông đất sông nhà cho gia chủ đầu năm 2021. Tuy nhiên, đây mới chỉ là điều kiện cần để lựa chọn người sông đất để có quyết định lựa chọn ra người cuối cùng, thì gia chủ cần phải xem xét và tìm hiểu thật kỹ các điều kiện. Về thứ ba là tuổi 1999 Kỷ Mão cần phải tránh mời những tuổi sau đến sông nhà năm 2021. Đây là những tuổi đại kỵ không nên mời đến. Thứ nhất là tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 2012. Thứ hai là tuổi Nhâm Ngọ, 2002. Thứ ba là tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988. Thứ tư là tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 1952. Thứ năm là tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Thứ sáu là tuổi Ất Dậu, sinh năm 2005. Thứ bảy là tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Thứ tám là tuổi Canh Dần, sinh năm 2010. Thứ chín là tuổi Quý Mùi, sinh năm 2003. Thứ mười là tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990. 11 là tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. 12 là tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. 13 là tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. 14 là tuổi Canh Dần, sinh năm 1950. Về thứ tư là tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1999, xuất hành hướng nào để lấy tài lộc vào năm mới 2021. Về hướng và giờ xuất hành tốt nhất vào 3 ngày đầu năm 2021 cho gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Một là ngày mùng 1 Tết, tức là ngày 12 tháng 2 năm 2021 về dương lịch, nên xuất hành về hướng Tây Nam, đây là hướng tài thần, hoặc là hướng Tây, hướng hỷ thần, tránh hướng chính Bắc. Là giờ hoàng đạo xuất hành trong ngày là giờ Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ. Thứ hai là giờ Dần, từ 3 đến 5 giờ. Thứ ba là giờ Mão, từ 5 đến 7 giờ. Thứ tư là giờ Ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ. Thứ năm là giờ Mùi, từ 13 đến 15 giờ. Thứ sáu là giờ Dậu, từ 17 đến 19 giờ. Thứ hai là về ngày mùng 2 Tết, tức là ngày 13 tháng 2 năm 2021 về dương lịch, nên xuất hành về hướng Tây Bắc, đây là hướng thần tài, hoặc là hướng chính Nam là hướng hỷ thần, tránh đi hướng chính Bắc. Còn giờ xuất hành tốt là giờ Dần, từ 3 đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 đến 17 giờ, và giờ Dậu từ 17 đến 19 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Còn về ngày mùng 3 Tết, tức là ngày 14 tháng 2 năm 2021 về dương lịch, nên xuất hành về hướng Bắc, hướng thần tài, hoặc là hướng Đông Nam, hướng hỷ thần, tránh hướng tại thiên. Còn giờ đẹp xuất hành là giờ Sửu, từ 1 đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 đến 9 giờ, giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 đến 15 giờ, giờ Tuất từ 19 đến 21 giờ, giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè, hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.